Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp đến từ trang CoinMarketCap các bạn. Mình sẽ nhận được 1.000 tóc cần có ký hiệu Hero các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 10.000 winner các bạn. Để mình coi 1.000 mình nhân 0.008. Ủa 10.000 với người ta 1.000 nè các bạn. Nhân 0.088. Ủa bằng 88 đô các bạn. Khá là ngon các bạn. 10.000 winner thì tỷ lệ hội thắng cũng rất là cao các bạn rồi. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap.com mà. Sau đó các bạn nhấp vào link sự kiện, các bạn login vào các bạn. Rồi bạn bấm vào sau này rớt nữa các bạn. Rồi vô đầu tiên thì các bạn bấm vào app to wallet. Sau đó follow CoinMarketCap nè. Rồi các bạn theo dõi các bạn, vì mình đã theo dõi rồi. Tiếp tục follow dự án Meta nè. Rồi bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục follow like Facebook nè. Rồi trên Facebook thì bạn thích nha bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục thì bạn follow Meta account nè. Trời, follow kênh YouTube của CoinMarketCap nè, bạn sao không thấy rồi bạn đăng ký kênh YouTube của nó các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh Telegram group nữa nè. Rồi mình đã join rồi, bạn nào chưa join thì join nha bạn. Tiếp tục join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi bạn join sao các bạn, có cấp trang không? Ok, không có cấp trang các bạn. Sau đó thì bạn điền địa chỉ ví nha. Rồi dòng đầu tiên thì bạn điền địa chỉ với Binbi Smartchain Bet20 trên chocolate đó các bạn nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì bạn điền là username tại Twitter, Facebook bạn nè. Username tại Twitter của mình nè. Sao có sẵn hết chúng ta. Tiếp tục username Telegram, YouTube nè. Ngọc Anh MMO. Tiếp tục username Telegram mình thì bạn copy Telegram mình nha. Telegram mình nè các bạn. Các bạn vào setting nè. Các bạn copy nè. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào này rớt nè các bạn. Rồi như vậy là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 1.000 token Hero đến nay cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.